Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. ngày 21 tháng 4, tại Ủy ban Nhân dân xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 346 tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sư đoàn 346, quân khu 1, 22 tháng 4 năm 1978, 22 tháng 4 năm 2018. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên cán bộ Sư đoàn 346, chủ trì lễ kỷ niệm. Dự buổi lễ có Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Sư đoàn 346 được thành lập ngày 22 tháng 4 năm 1978 tại hai xã An Tường và Lưỡng Vượng, huyện Yên Sơn, tỉnh Hà Tuyên Cũ. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, sư đoàn 346 đã đánh hơn 100 trận, tiêu diệt hơn một vạn tên địch, bắt sống 147 tên diệt và phá hủy 95 xe tăng thiết giáp, 39 xe quân sự, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh khác. Trong xây dựng kinh tế, kết hợp Bộ Quốc phòng, sư đoàn đã sửa chữa và làm mới 100 km đường cơ giới, xây dựng 12 trạm thủy điện với tổng công suất trên 1.000 kW. Theo yêu cầu nhiệm vụ mới, tháng 7 năm 1988, sư đoàn hành quân về đóng quân tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, tự lực, quyết thắng. Sư đoàn 346 là một trong những cái nôi tạo nên nhiều thế hệ cán bộ cao cấp cho quân đội, đảng và nhà nước. Trong đó có hai đại tướng, hai thượng tướng, 6 trung tướng, 9 thiếu tướng và hàng trăm thượng tá, đại tá. Sư đoàn đã được đảng, nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý 11 tập thể, 6 cá nhân được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận những công lao, sự đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Chia sẻ niềm tự hào đối với thân nhân các anh hùng đã mãi mãi nằm xuống cho sự trường tồn của dân tộc. Để có được những thành tựu trong 50 năm qua, Tỉnh Cao Bằng không bao giờ quên sự hy sinh, chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ, đồng bào, đồng chí cũng như sư đoàn 346. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn. Mong muốn các cựu chiến binh sư đoàn 346 tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ, là hạt nhân đoàn kết trong nhân dân, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đóng góp sức lực và trí tuệ của mình góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Để đảm bảo thu mua nguyên liệu thuốc lá đúng quy định, huyện Hòa An vừa thành lập tổ kiểm tra công tác quản lý đầu tư thu mua thuốc lá nguyên liệu năm 2023 tại một số đơn vị đầu tư trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đơn vị cơ bản thực hiện tốt các nội dung về công tác đầu tư thu mua thuốc lá nguyên liệu như hợp đồng đầu tư, và thu mua thuốc lá nguyên liệu giữa nhà đầu tư với xã thị trấn biên bản thỏa thuận cử đại diện xóm ký hợp đồng với nhà đầu tư bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá địa điểm diện tích có xác nhận của ủy ban nhân dân xã và nhà đầu tư niêm yết giá thu mua tại các điểm thu bảng tiêu chuẩn phân cấp và các mẫu vật danh sách cộng tác viên đi thu mua thẻ nhân viên đi thu mua tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra một số đơn vị chưa xuất trình sổ theo dõi thu mua thuốc lá hàng ngày chưa ký hợp đồng giấy ủy quyền với nhân viên đi thu mua. Tổ kiểm tra đề nghị các đơn vị bổ sung hoàn thiện các nội dung chưa thực hiện, tiến hành quản lý và thu mua thuốc lá nguyên liệu đúng vùng đầu tư theo quy định và cam kết thu mua hết sản lượng cho bà con nông dân. Trong thời gian tới, Tổ kiểm tra liên ngành huyện Hòa An tiếp tục kiểm tra công tác quản lý thu mua của các đơn vị doanh nghiệp đầu tư thuốc lá trên địa bàn nhằm chấn chỉnh kịp thời hoạt động thu mua của các doanh nghiệp thuốc lá theo đúng quy định của pháp luật nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá tránh tình trạng ép giá tranh mua tranh bán từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sản xuất kinh doanh nguyên liệu thuốc lá của các doanh nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn Tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thạch An vừa tổ chức hội thi dung chuông vàng tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2023. Hội thi đã thu hút trên 220 học sinh được lựa chọn từ các khối lớp của trường tham gia. Các em đã trải qua 4 phần thi từ trao hỏi, tìm hiểu kiến thức pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em, luật phòng chống bạo lực gia đình, Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các học sinh xuất sắc nhất. Chương trình ngoại khóa dưới hình thức hội thi dung Trung vàng trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thạch An nằm trong chuỗi hoạt động đẩy mạnh chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi và nâng cao kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại cộng đồng. Qua hội thi đã giúp em học sinh hiểu hơn về giá trị của việc học tập, các hệ lụy của tảo hôn, những nét đẹp trong văn hóa hôn nhân của người dân tại địa phương. Sau cuộc thi, lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh đã trao quà cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Sau lễ đón chính thức sáng ngày 21 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pet Fiala. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời sớm trao đổi thiết lập khuôn khổ hợp tác mới để tạo đột phá, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Về kinh tế thương mại, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc kim ngạch thương mại song phương đạt 848 triệu USD năm 2022, nhất trí đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD trong vòng 1 đến 2 năm tới khuyến khích các doanh nghiệp Séc đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Séc như sản xuất ô tô, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, môi trường, hạ tầng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Séc mở rộng thị trường tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Séc, đồng thời tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA. Nhân dịp này, Thủ tướng chân thành cảm ơn và đề nghị Séc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Thủ tướng Pet Fiala nhấn mạnh, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm mở rộng đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, đồng thời ủng hộ việc EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam như đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng, văn hóa giáo dục, đào tạo, lao động, khoa học kỹ thuật, giao thông vận tải, du lịch, giao lưu nhân dân. Hôm qua tại thủ đô La Habana, Cuba đã diễn ra lễ đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của người. Đây là sự kiện đặc biệt được tổ chức trang trọng và nồng ấm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ rất vinh dự và vô cùng xúc động được cùng lãnh đạo quốc hội cuba lãnh đạo chính quyền và nhân dân quận plaza thủ đô la habana tham dự buổi lễ đặc biệt đổi tên công viên hòa bình thành công viên hồ chí minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của người chủ tịch quốc hội nhấn mạnh hai dân tộc việt nam và cuba có nhiều điểm tương đồng về lịch sử cùng chung lý tưởng cách mạng cao đẹp truyền thống đấu tranh hào hùng vì độc lập tự do và giải phóng dân tộc công viên hồ chí minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử văn hóa cùng với các công trình lịch sử di sản văn hóa khác của thủ đô la habana tạo nên một quần thể kiến trúc đặc sắc như những bông hoa tô điểm cho sự cuốn hút của thủ đô la habana văn minh mến khách tươi đẹp Chủ tịch Quốc hội tin rằng công viên Hồ Chí Minh cũng sẽ là điểm vui chơi tham quan giải trí mang nhiều ý nghĩa tại thủ đô La Habana để bất cứ ai đến đây có thể bày tỏ sự tưởng nhớ và sự kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người đặt nền móng cho sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam Cuba. Đồng thời, để giáo dục thế hệ trẻ hai nước kế thừa tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ anh em đồng chí, đoàn kết đặc biệt thủy chung son sắc giữa hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội mong chính quyền và nhân dân quận Praza, thủ đô La Habana tiếp tục gìn giữ, bảo tồn để công viên Hồ Chí Minh mãi mãi là một biểu tượng chân quý, trường tồn trong lòng mỗi người dân Cuba và Việt Nam. Dịp nghỉ lễ 5 ngày sắp tới, lượng khách đi lại tăng cao, ngành hàng không và đường sắt đã gần như kín chỗ. Còn gần một tuần nữa là đến dịp nghỉ, dỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Năm nay các ngày lễ liền nhau nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Với lịch nghỉ dài, lượng khách đi lại tăng cao. Ngành hàng không và đường sắt đã gần như kín chỗ. Cục hàng không cho biết tới thời điểm này, nhiều đường bay nội địa đã hết vé dịp nghỉ lễ. Nhiều đường bay khác, khách đã đặt trên 90% số vé các hãng bán ra. Trước nhu cầu vé máy bay dịp nghỉ lễ tăng cao, Cục yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương trọng điểm du lịch. Trước đó, theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, trong hai ngày cao điểm 28 và ngày 29 tháng 4, tổng số ghế được cung ứng trên trạng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới là hơn 41.000 ghế. Trong ngày 29 tháng 4, tỷ lệ lấp đầy đặc biệt cao như trạng Hà Nội, Huế đạt 100%, Hà Nội tuy hòa đạt 93%, Hà Nội đồng hới, Quy Nhơn đều đạt trên 96%. Với ngành đường sắt, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ tổng lượng vé tàu cung ứng ra thị trường là trên 70.000 chỗ, tính tới ngày 19 tháng 4, đường sắt đã bán gần 50.000 vé, tăng hơn 70% so với dịp này năm ngoái. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng số ca mắc tăng không có gì bất ngờ, đặc biệt với các tác nhân mới và không ổn định như virus SARS-CoV-2. Với thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục đà tăng. Nhận định về tình hình dịch hiện nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng số ca mắc tăng không có gì bất ngờ, đặc biệt với các tác nhân mới và không ổn định như virus SARS-CoV-2. Sự gia tăng số ca mắc không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác nhất là Đông Nam Á, cũng như bệnh cúm, hàng năm có sự gia tăng dao động lên xuống theo mùa. Đối với việc gia tăng ca mắc COVID-19 lần này là do sự xâm nhập của một số biến thể phụ Omicron, chủng có khả năng lây nhiễm rất cao. Thêm vào đó, đây là thời điểm giao mùa nên dịch tễ phát sinh và lây lan. Bộ Y tế khuyến cáo những người có nguy cơ cao, người già, mắc bệnh nền, phụ nữ có thai nên đi tiêm mũi vaccine thứ tư. Việc phòng chống dịch vẫn cần duy trì thường xuyên, đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn. Các địa phương chủ động có những phương án trong việc hạn chế dịch bệnh lây lan. Chuyển sang tin quốc tế, CDC Mỹ vừa đưa ra hướng dẫn mới khuyến khích người dân tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19, thể lưỡng trị, tức là phòng ngừa cả virus trùng gốc và chủng biến đổi. Hướng dẫn mới được đưa ra đối với người từ 65 tuổi trở lên và những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Theo hướng dẫn của CDC, vaccine ngừa COVID-19, thể đơn trị ban đầu của các hãng dược phẩm Pfizer và Moderna, hiện không còn được khuyến cáo sử dụng ở Mỹ và tất cả người dân từ 6 tuổi trở lên nên tiêm một liều vaccine thể lưỡng trị, bất kể họ đã được tiêm vaccine thể đơn trị hay chưa những người từ 6 tuổi trở lên đã tiêm một mũi vaccine thể lưỡng trị không cần phải tiêm thêm bất kỳ loại vaccine nào khác, trừ những người từ 65 tuổi trở lên hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch. Những người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm vaccine thể lưỡng trị có thể tiêm liều thứ hai sau ít nhất 4 tháng. Những người bị suy giảm hệ miễn dịch có thể tiêm một hoặc nhiều mũi nhắc lại sau ít nhất 2 tháng, tùy theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ y tế. Chị Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.